Xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí. Và đây là video thứ hai trong chủ đề vẽ tranh sen. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ lá sen nha. Và đặc điểm của lá sen là có phần mặt lá to và rộng. Vậy nên là tùy vào góc nhìn mà lá sen nó sẽ có những cái hình dạng rất là khác nhau. Ở đây mình sẽ phác thảo những cái hình dáng phổ biến nhất của lá sen để cho mọi người cùng tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ phác thảo phần lá sen ở góc nhìn nghiêng. Đầu tiên các bạn sẽ phác thảo ra một cái hình phễu trước, giống như là hình cái chén vậy đó. Sau đó các bạn sẽ đi một phần lưỡng sóng ở phía trên, rồi thêm một phần lưỡng sóng nữa để làm cái phần mặt trong của lá bị lộ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ vẽ phần cuốn xuống. Để cho rõ hơn thì một lát nữa các bạn sẽ vẽ thêm những cái phần gân lá nữa nha. Đối với phần gân của lá sen, các bạn phải lưu ý là phần gân của lá sen rất quan trọng. Phần gân lá sẽ đi theo hình chữ Y và đi từ tâm hướng ra ngoài mặt lá như thế này. Các bạn nhớ lưu ý phần gân lá sen phải đi cho đúng, vì nếu đi sai lá sen sẽ cảm giác như bị lệch trục và không còn đẹp nữa. Nên là các bạn phải lưu ý nha. Nếu như mà thấy cái lá của mình nó hơi kỳ kỳ thì các bạn nên lưu ý là xem lại phần gân lá có đúng hay không nha. Tiếp theo là lá sen ở góc chính diện. Đối với mình thì lá sen ở góc chính diện là dễ vẽ nhất. Các bạn chỉ cần vẽ ra một hình bầu dục làm khung của lá, sau đó các bạn vẽ viền theo và tạo những cái gợn sóng nhẹ để tạo cảm giác tự nhiên cho lá, rồi vẽ thêm gân lá nữa là xong rồi, như thế này. Rất là dễ. Tiếp theo sẽ là lá sen ở góc chính diện nhưng mà có một phần góc lá bị lật lên. Đầu tiên các bạn cũng phác thảo phần khung lá trước, sau đó thì các bạn sẽ xác định phần góc lá bị lật lên. Ở đây mình sẽ chọn góc này. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ phần mép lá bị lật lên ở đây. Các bạn vẽ cao thấp tùy ý nha. Rồi mình sẽ vẽ phần thịt lá còn lại. Cứ vẽ y như cái góc chính diện hồi nãy á. Cái phần lá mà bị lật lên chỗ này các bạn cứ vẽ thẳng ngang qua luôn, như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bôi cái phần thừa đi. Sau khi đã vẽ xong bề mặt của lá thì chúng ta sẽ xác định phần tâm lá. Rồi chúng ta sẽ vẽ phần gân nha. Ở đây gân sẽ có một mặt là hướng từ tâm, còn một mặt là sẽ hướng từ dưới lên. Tại vì đó là cái mặt sau của lá, nên phần lá bị lật lên các bạn sẽ vẽ gân lá như thế này nha. Tiếp theo sẽ là lá sen còn non, có nghĩa là những cái lá sen mà còn khép lại chưa có nở ra đó. Các bạn sẽ vẽ cho mình một cái hình bầu dục hơi dài dài như thế này. Sau đó thì sẽ vẽ một đường lượng sóng để chia đôi cái phần hình bầu dục này ra, để làm phần khe của lá cuộn lại. Xong rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ viền phần mép lá lại như thế này. Các bạn nên tô cái phần khe giữa này cho nó đậm lên một tí để cho nó rõ ra. Mình sẽ tô cho nó đậm lên. Sau khi tô đậm phần khe lá thì các bạn đi gân lá nha. Các bạn sẽ đi gân lá từ ngoài vào trong như này. Tại vì phần tâm lá nó ở phía dưới và lá đang cuộn từ dưới lên trên mà. Phần gân lá của hoa sen mình hay gọi là gân lá chữ Y á, các bạn thấy nó giống chữ Y không? Nghĩa là một nhánh sau đó chẻ ra hai nhánh nữa. Nên nếu như những bài sau của mình dạy mình nói là vẽ gân lá chữ Y thì các bạn sẽ có thể dễ dàng hình tượng ra được cái loại gân lá này nha. Ở đây mình cũng sẽ vẽ thêm một cái lá sen còn non giống ban nãy. Tuy nhiên cái phần lá này thì phần thịt lá nó sẽ hẹp hơn và nó nhọn ở hai đầu để tạo cảm giác là lá sen mới nhú lên, non hơn cái lá hồi nãy rất là nhiều. Để cho các bạn có thể dễ dàng thấy được là cùng là một dáng lá nhưng mà nếu như mà mình thay đổi những cái chi tiết nhỏ thì nó sẽ tạo ra được những cái hiệu ứng khác. Ví dụ như cái phần lá này mình sẽ dễ hẹp hơn và nhọn ở hai đầu thì cảm giác lá nó sẽ non hơn. Cho nên là khi học vẽ các bạn nên để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ nha. Tại vì những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó nó đơn giản thôi, nó không khó, nhưng mà nó sẽ tạo sự khác biệt cho tranh của các bạn rất là nhiều. Tuy là cùng một công thức, cùng một cách vẽ nhưng mà chỉ cần thay đổi nhấn nhá một tí xíu thôi thì hiệu ứng nó đã rất khác rồi. Và việc để ý và chăm chút những cái chi tiết nhỏ sẽ giúp cho các bạn tiến bộ rất là nhanh trong quá trình học vẽ. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần phác họa lá sen rồi. Các bạn chuẩn bị nước, cọ và màu để mình qua phần tiếp theo nha. Trong bài này mình sẽ sử dụng 3 tông màu chính, màu xanh lá cây, xanh lá mạ và xanh dương đậm. Màu xanh dương đậm mình sẽ sử dụng để pha với màu xanh lá cây để tạo được cái tông màu đậm hơn, để tô những cái phần mảng tối của lá. Đối với đặc trưng của lá sen thì khi lên màu lá mình có những lưu ý như thế này. Đầu tiên là hướng đánh cọ khi loang màu. Khi loang màu các bạn nên đánh cọ theo chiều hướng tâm, giống như là chiều của cái phần gân lá vậy đó. Các bạn có thể đi từ tâm ra ngoài hoặc là từ ngoài vào trong tâm lá đều được. Như vậy thì nó sẽ tạo được cái phần loang màu nó đi xuôi theo cái phần thịt lá, thì cái phần lá của bạn nó sẽ tạo cảm giác bồng bềnh và tự nhiên, nó không có bị sượng hay là bị phẳng. Để cho mọi người dễ hiểu hơn thì cái phần lá này mình sẽ đi chi tiết cho mọi người xem. Mình sẽ quay để nguyên máy, không cắt ghép gì hết. Mọi người sẽ coi được quá trình mình tô cái mặt phần lá này từ đầu đến cuối luôn. Các bạn có thể dễ dàng thấy là hướng cọ của mình xuôi theo cái chiều gân lá.
Như vậy thì những cái mảng sáng tối á, nó sẽ loang theo cái phần gợn của phần lá luôn. Tại vì nếu như các bạn đánh theo chiều dọc hoặc là chiều ngang thì dù các bạn loang những cái mảng màu nó có đẹp thì nhìn cái lá nó cũng sẽ không được tự nhiên lắm. Tại vì những cái phần vân của cái phần màu loang ra nó sẽ không xuôi theo cái chiều tâm lá, nó làm cho cái lá các bạn bị cứng và cảm giác nó không thật. Mọi người lưu ý nha. Theo nhận xét của cá nhân mình thì đối với bài này phần phác họa nó khá là dễ, không khó. Còn phần tô và loang màu á, nó sẽ gây hơi bỡ ngỡ cho những bạn mới học loang màu thôi. Chứ những bạn mà đã có một chút kinh nghiệm rồi thì sẽ không thấy khó khăn gì cả. Nên là nhìn chung thì đây là một bài dễ. Mọi người chỉ cần để ý một vài chi tiết là có thể làm được thôi. Đối với những bạn mới tập màu nước và đang gặp khó khăn trong việc loang màu, chuyển màu á, thì các bạn có thể xem lại video vẽ cơ bản loang màu 2.1 của mình nha. Mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả. Còn những bạn đã xem video của mình rồi thì cứ tiếp tục làm như vậy ha. Tất cả mọi kỹ thuật ở đây của mình đều xoay quanh những điều mình đã hướng dẫn rồi. Nếu có chỗ nào các bạn cảm thấy khó vẽ hay là thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận nha. Mình sẽ xem và hướng dẫn thêm cho mọi người. Đối với những cái lá mà có hai mặt như cái lá này thì mình có một cái lưu ý nhỏ. Thì sau khi đã tô xong một phần mặt lá rồi, các bạn nhớ là để cho cái phần mặt lá đã tô nó khô hẳn đi, các bạn mới tô phần mặt lá còn lại nha. Và tại vì nếu như mà còn ướt á, thì khi các bạn loang màu, cái phần nước từ cái phần mặt lá cũ nó sẽ chảy qua, làm cho màu bị nhòe và cái mảng màu nó sẽ không được rõ ràng. Vậy nên là các bạn nhớ tô từng mặt lá và để cho mặt lá cũ khô hẳn rồi mới tô mặt còn lại nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh lá đậm đi dày màu để tô lấy phần khe lá của những cái lá non và đi tiếp phần gân lá. Tại vì đây là phần lá cuộn vào và phía bên trong không có nhiều ánh sáng nên các bạn cứ đi tối nha. Nếu muốn đậm hơn thì các bạn có thể pha thêm một tí màu đen để tô vào phần khe lá cũng được. Đối với phần gân của lá sen thì các bạn đi những đường gân lá chính trước, cứ đi theo đường chì hồi nãy các bạn đã phác họa. Chúng ta sẽ đi những phần gân chính trước, sau đó sẽ tạo thêm một vài đường gân nhỏ để tạo cảm giác rối và sinh động hơn cho lá. Nhưng mình ở đây, mình đi những phần gân lá chính rồi, mình sẽ tỉa thêm một vài gân lá nhỏ. Số lượng gân lá nhỏ này thì các bạn cũng đi vừa phải thôi, đừng đi quá nhiều nha. Đi nhiều quá thì cái lá nó cũng sẽ bị rối và không đẹp nữa. Sau bài hướng dẫn vẽ lá cây này thì mình sẽ có một bài sắp xếp bố cục hoa. Mặc dù là vẽ hoa sen nhưng mà đối với cái bài bố cục hoa này thì đó là một bài lý thuyết và nó có thể áp dụng cho tất cả các loại hoa luôn. Vậy nên bạn nào đang muốn học cách sắp xếp thứ tự cũng như là bố cục hoa cho một bức tranh như thế nào sao cho hợp lý và tự nhiên thì nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Mình sẽ cố hoàn thiện và đăng video trong thời gian sớm nhất. Hy vọng là những video hướng dẫn vẽ của mình sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nếu có thắc mắc hay là gặp khó khăn gì trong quá trình học vẽ thì các bạn cứ để lại bình luận để cho mình biết nha. Mình sẽ xem và trả lời tất cả mọi người. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.